đa số vẫn nghĩ rằng thầy trò Pep Guardiola sẽ trượt ngã để The Kop khép lại cơn ác mộng kéo dài 29 năm. Cứ sau mỗi chiến thắng của Liverpool, Man City ra sân với áp lực cực lớn, nhưng cách họ vượt qua sức ép thì vô cùng bản lĩnh. Hãy trở lại vào ngày 29 tháng 12, Liverpool đánh bại Arsenal tới 5-1 để bỏ xa Man City tới 10 điểm trước khi Man City đá trận sân khách với Southampton. Chứng kiến sức mạnh thời điểm đó của The Kop, 90% đều đã tin về chức vô địch của họ. Khởi đầu năm 2019, Liverpool gác đối thủ tới 7 điểm. Câu hỏi lúc đó được đưa ra nhiều nhất chính là thầy trò Pep Guardiola nên dồn sức ở đấu trường UEFA Champions League hay vẫn bú víu vào việc đuổi theo Liverpool trong vô vọng. Và đáp lại, điều đó là sự lì lợm của một nhà vô địch đầy bản lĩnh. Họ thắng 15 trong tổng số 16 trận ở ngoại hạng Anh kể từ đầu năm 2019, vượt qua tất cả các đối thủ trong Champions League trong giai đoạn lượt về, để rồi từ chỗ bị cho rằng sẽ không thể bảo vệ ngôi vương. Giờ đây, Man City chỉ còn cách chiếc vô địch một nhịp bước chân nữa. Man City vượt qua áp lực, điểm số bằng lối chơi thống trị của họ chỉ duy nhất một lần trong mùa giải này. Cũng như dưới thời của Pep Guardiola ở giải ngoại hạng Anh, nhà vô địch đạt tỷ lệ kiểm soát bóng dưới 50%, đó là khi họ thắng Liverpool ở trong trận đấu lượt về với chỉ 49,6% thời lượng kiểm soát bóng. Man City xuất sắc tới nỗi mà hễ họ thất bại, báo chí lại bủa vây chỉ trích và coi đó là một chuyện đồng trời. Pep Guardiola đã tạo nên một đội bóng vô cùng đẳng cấp, phá hầu hết mọi kỷ lục của bóng đá Anh. Bàn thắng của Vincent Kompany là pha lập công thứ 100 trên sân nhà của Man City ở mùa giải này, đều chưa từng có một đội bóng Anh nào làm được trong lịch sử, kể cả thời kỳ sơ khai của bóng đá thế giới. Họ cũng là câu lạc bộ thứ nhì trong lịch sử đánh bại mọi đối thủ trong hai mùa giải liên tiếp ở hạng đấu cao nhất nước Anh. Đội đầu tiên làm được điều này, xin thưa, đó chính là Preston North End trong hai mùa giải 1888-1889 và 1889-1890. Nghe thật xa tiết mù khơi phải không nào? Man City cũng là đội bóng duy nhất trong kỷ nguyên Premier League thiết lập kỷ lục toàn thắng 13 trận liên tiếp tới 2 lần trong lịch sử. Hầu như các cổ động viên trung lập đều mong muốn The Kop sẽ chiến thắng ở mùa này. Trong khoảng hơn một tháng qua, hễ khi nào Man City đá sâu, ngay lập tức truyền thông sẽ tập trung vào đối thủ của nhà vô địch. Cổ động viên của Liverpool thì auto trở thành fan của đối thủ của Man City. James Milner thậm chí còn công khai thừa nhận sự cổ vũ MU để cho Quỷ Đỏ chặn bước The Citizen. Tuy nhiên, một khi con người ta phải trông chờ vào may mắn, đặt cược số phận vào tay của kẻ khác, điều đó có nghĩa phần cản chiến thắng của họ là quá lớn. City không trông chờ vào ai cả, họ chẳng cần bận tâm tới may mắn, mà chỉ nỗ lực cao nhất hoàn thiện khả năng chạy bóng, đánh bại mọi đối thủ. Đó là câu lạc bộ sẵn sàng dồn ép, bóp nghẹt mọi đường lên bóng của kẻ địch khi họ chưa thể ghi bàn. Đó là đội bóng luôn xu quân lên quá nửa sân để tổ chức tấn công, cho tới khi nào chọc thủng lưới đối phương thì mới dừng lại. Man City một mình chống lại hầu hết tất cả mong muốn từ người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới. Họ ra sân mà luôn bị trù ẻo để thất bại. Nhưng với bản lĩnh cùng sức mạnh nội lực, thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola cuốn phăng mọi đối thủ. Chưa từng có đội bóng nào trong lịch sử kém đội đầu bảng 7 điểm trong ngày đầu năm mới có thể lên ngôi vô địch tại Premier League. Ấy vậy mà, Man City đang chuẩn bị làm được điều đó. 10 năm qua, bảo vệ thành công danh hiệu Premier League là câu chuyện xưa như trái đất. Mọi giải đấu thuộc UEFA đều có đội giành chức vô địch liên tiếp trong một thập kỷ qua, ngoài trừ ngoại hạng Anh. Nhưng nay, Man City đã chỉ còn cách điều đó khoảng 90 phút nữa. Pep Guardiola thừa nhận bảo vệ chức vô địch Premier League là một trong số những thành công vĩ đại nhất trong lịch sử huấn luyện của mình. Điều này không sai một chút nào cả, bởi để có được thời cơ như hiện tại, đội bóng của Pep đã phải vượt qua tất cả mọi sức ép lớn nhất có thể trong một mùa giải mà đối thủ cạnh tranh của họ cũng quá xuất sắc trong vòng 30 năm trở lại đây. Còn Paris đã khóc sau trận đấu với Leicester City, anh là hình ảnh đại diện cho khát vọng, ý chí của The Citizen. Bao năm qua, chân dung của thủ quân trung vệ người Mỹ rất phai nhạt bởi liên tiếp những chấn thương đe dọa hủy hoại sự nghiệp của anh. Mặc dù vậy, ở những thời điểm khó khăn nhất,
Cavani đã thắp lên ngọn lửa cho toàn đội. 7 năm trước, anh từng ghi bàn thắng duy nhất vào lưới của MU để thay đổi cán cân trong cuộc đua vô địch. Siêu phẩm như hát này hoàn toàn cũng có thể là bàn thắng quyết định cho cả một mùa giải. Nó khiến cho Pep trút bỏ gánh nặng ngàn cân và làm cho The Cop ở một nơi nào đó cầu may than ngắn thở dài vì số phận nghiệt ngã. Liverpool rất hay nhưng Man City rất tiếc bởi họ không muốn chiếc cúp bạc đến với Merseyside hay ngã mũ thắng phục The Citizen đi nào.